Cái lúc mà chị đi lấy chồng sau thì hai mẹ con mình cảm xúc như thế nào? Chị không nổi. Hôm mà quyết định nó về nó nói là lỡ với bên kia có em bé vậy đó. Tôi nói bây giờ bên kia người ta có vợ chưa? Nó nói chưa. Tôi nói dầu chưa có vợ có bầu tao nuôi, đẻ tao nuôi. Nó nói nghe mẹ nói vậy con mừng quá đi. Nó mới điện bển rồi bên chị xui tôi người ta quyết định là ta bước tới ta đi nói. Giờ tới chừng đi nói nó giờ trời ơi tê tái lắm cô. Nhà có hai mẹ con hả? Mà nếu tôi gái nó giờ mình nói chuyện với ai? Cái con dán cắn răng chịu đang tìm hỏi bên nhà trai coi thằng trai thứ hai mình đó, nó bển tánh tình nó sao sao đó. Tìm hiểu xong rồi có quyết định trả lời là để người ta đi nói. Cái khi đi nói rồi đó có cô biết không? Sợ bên nhà trai sau này con dâu mình về nó không phải được như mình. Cái tôi cũng lên tiếng trước. Tôi nói thôi về thì dạy được thì dạy, còn dạy không được thì gửi về tôi chứ đừng hiếp nó tội nghiệp nó. Thương không? Cái bển ta chấp nhận thiệt không đòi gì giáo cô. Rồi cái gã về bên chị xui tôi rồi buồn buồn ơi là buồn.